Thơ Nguyễn, YouTuber cho búp bê uống Coca là ai, tuyên bố không để yên ai xúc phạm mình. Thơ Nguyễn đang là cái tên YouTuber được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội. Cô gây tranh cãi với clip xin vía học giỏi từ búp bê giả như Cô Man Thông cho búp bê uống Coca. Cộng đồng mạng đã phản ứng dữ dội vì cho rằng người này đang truyền tải nội dung liên quan đến loại búp bê được nuôi như con người. Trước sự vụ bị chỉ trích trong clip cho búp bê uống Coca, mới đây, YouTuber sở hữu lượng người theo dõi lớn Thơ Nguyễn cho biết mình đang làm việc với luật sư để khởi kiện người phụ nữ đã xúc phạm cô. Trên trang cá nhân, Thơ Nguyễn bức xúc: "Im lặng không nói không có nghĩa là mình sai, luật sư của mình đang làm các thủ tục cần thiết nhé. Mình cũng đã lập vi bằng để có chứng cứ xác thực rằng đối tượng đó có hành vi xúc phạm mình trên mạng xã hội, đây là chút lý lẽ của mình. Vì mình đã lập vi bằng nên việc các chị đó xóa bài cũng vẫn còn chứng cứ. Do thói quen của việc tốt nghiệp đại học luật nên dù biết luật sư hiểu hết nhưng em vẫn trình bày với cả luật sư các luận điểm của mình." Thơ Nguyễn cho biết mình không nuôi Cô Man Thông như nhiều người chỉ trích hiểu lầm. Ngoài ra, cô không chấp nhận người khác ném đá, xúc phạm mình bằng những lời lẽ miệt thị. Bởi cô làm YouTube có đóng thuế đầy đủ và được xã hội công nhận là một nghề. Đồng thời, không chỉ vì một video mà phủ nhận công sức của kênh YouTube mà cô đã xây dựng trong một thời gian dài đem đến những điều tích cực cho trẻ nhỏ. Trước đó, Thơ Nguyễn đã đăng một đoạn clip dài gần 1 phút về việc xin vía học giỏi cho các em học sinh. Trong đoạn clip này, Thơ Nguyễn ôm một con búp bê với tên gọi Cư Ma Mập, tự xưng mẹ và gọi búp bê là con. Sau khi nói về việc xin vía học giỏi cho các bạn nhỏ, Thơ Nguyễn bắt đầu cầm một sợi dây chuyền đung đưa trước mặt búp bê và nói: "Mập ơi, bây giờ con nghe lời mẹ này, mai các anh chị đi học rồi, giờ con cầu cho các anh chị học giỏi nha. Nếu mà con cầu được thì con lắc ngang, không cầu được lắc dọc, nói chung là cứ lắc tứ tung đi, lắc cái đầu là mẹ cho đòn tét mông ngay." Sau đó, Thơ Nguyễn nói rằng trước khi cầu điều gì thì phải cho búp bê ăn uống đã. Bạn ấy rất thích uống nước ngọt Coca-Cola. Chị thấy rất nhiều bạn Cô Man Thông uống nước ngọt bằng ống hút, nhưng mập nhà chị không cần, YouTube này cho biết. Ngay lập tức, Thơ Nguyễn vừa mở lon Coca khiến ga trong lon nước tràn lên và chốt lại: "Đấy các em thấy chưa, mập tham chưa, uống như vậy là học giỏi lắm đó." Sau khi chia sẻ video, Thơ Nguyễn đã nhận về bình luận chỉ trích của cộng đồng mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con cái thường xuyên theo dõi kênh YouTube này. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng Thơ Nguyễn đang truyền bá việc nuôi Cô Man Thông, một loại búp bê có nguồn gốc từ Thái Lan, được nuôi như con người. Nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng bởi đoạn video có thể gây ảnh hưởng, làm lệch lạc suy nghĩ của trẻ nhỏ nên đã đăng đàn bày tỏ quan điểm phản đối của mình. Thơ Nguyễn sau đó đã lên tiếng đính chính trên trang Facebook cá nhân, dành cho những ai chưa xem được toàn bộ nội dung mình truyền tải, vì TikTok là nội dung 60 giây nên buộc phải chia thành hai clip. Trong clip 1, mình đã chú thích rõ là mình không nuôi và phải siêng học giỏi mới học giỏi. Clip tiếp theo thì nói rõ ràng luôn, nếu các bạn xem chưa đầy đủ thì không thể đưa ra kết luận. Bạn Cư Ma Mập của chị là búp bê thường chứ không phải búp bê ma nên có xin thế nào cũng không được. Ông thần bà thần nằm trong chính bản thân của chúng ta, cho nên thay vì đi xin vía ở đâu, các em hãy tự cầu mong bản thân mình học tập thật siêng, như vậy sẽ đạt được kết quả tốt thôi nha. Chúc các em may mắn, Thơ Nguyễn nói trong clip. Thơ Nguyễn còn chia sẻ thêm về việc quay clip xin vía học giỏi cho các bạn nhỏ: "Thực ra việc em còn làm người nổi tiếng tới bây giờ, em chưa bao giờ em nghĩ là vì em. Em nghĩ là một người còn có khả năng kiếm tiền, lao động kiếm tiền đóng thuế, làm nhiều điều có ích nếu nghỉ hưu sớm thì có lỗi, trời đất sẽ không thương vì sự lười biếng đó. Mỗi lần em áp lực em nghĩ rằng cần dừng cuộc chơi thôi. Thì em lại nói như vậy là nghiệp, lười biếng là nghiệp, chưa cố hết sức cũng là nghiệp nên em lúc nào cũng cố gắng." Thơ Nguyễn viết trên trang cá nhân. Trong bài viết mới nhất, Thơ Nguyễn khẳng định mình không làm clip nuôi Cô Man Thông để cầu tài lộc. "Em hay nói với má em, với người nhà em, nếu con có gì thì tất cả tài sản của con sẽ để từ thiện. Má em cũng lo xong rồi, chị em cũng có phần rồi. Nhà đất em cho chị em chưa sang tên, thì sau khi em đi sẽ được sang tên nhé. Còn lại toàn bộ tài sản dùng để duy trì lớp học tình thương của em và cho các bé em đang đỡ đầu nuôi tiếp 10 năm. Phần còn lại sẽ dùng làm quỹ từ thiện. Em cũng vừa hứa với xã là sẽ nuôi cả các cụ neo đơn và lập nhà cho các gia đình khó khăn." Thơ Nguyễn chia sẻ thêm. Ngay lập tức, những thông tin về Thơ Nguyễn cũng được tìm lại và gây bất ngờ hơn cả là nữ YouTuber từng rất nổi tiếng với thu nhập khủng nhưng cũng vướng phải vô số thị phi. Thơ Nguyễn tên thật là Nguyễn Hồng Thơ, sinh năm 1992, đến từ Bình Dương và là cựu sinh viên của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi trở thành YouTuber, Thơ Nguyễn từng là nhân viên của một ngân hàng lớn và chủ shop thời trang. Tuy nhiên sau đó, Thơ Nguyễn chuyển sang làm các video có nội dung giải trí dành cho trẻ em như review đồ chơi, hướng dẫn nấu ăn hay các thử thách vui nhộn. Mỗi video của Thơ Nguyễn luôn thu hút khá nhiều lượt xem, từ vài trăm nghìn đến vài triệu view. Tính đến hiện tại, kênh YouTube của Thơ Nguyễn đã đạt gần 6 tỷ lượt xem và trung bình 1,2 triệu lượt xem video và đứng trong top 10 YouTuber kiếm tiền khủng 2020, theo thống kê của Social Blade với 1,7 tỷ view và 16 tỷ đồng chỉ trong năm ngoái. Ngoài phát triển kênh YouTube, hiện tại Thơ Nguyễn còn sản xuất thêm các video ngắn trên nền tảng TikTok và đã sở hữu hơn 900 người theo dõi với 5,78 triệu lượt thích. Tất nhiên, những con số thu nhập kia chỉ là tính toán của đơn vị ngoài, chứ không có xác thực nào từ chính chủ kênh YouTube. Dẫu vậy, với lượng sub và view khổng lồ này thì Thơ Nguyễn chắc chắn phải có khoản thu không hề nhỏ. Những lần bị tẩy chay dữ dội trên mạng xã hội. Dù là kênh dành cho trẻ em, nhưng không ít lần Thơ Nguyễn nhận về những đợt tẩy chay từ cộng đồng mạng. Cụ thể vào năm 2017, Thơ Nguyễn đã bị phản hồi tiêu cực với video làm bồn tắm thạch Gary Bat khổng lồ.
Trong video này, Thơ Nguyên hướng dẫn các em nhỏ chế tạo bồn tắm thạch bằng cách đổ các loại bột, thạch vào bồn tắm, tạo nên màu sắc sặc sỡ, đủ mùi và nhảy vào tắm. Nội dung video này bị đánh giá là có phần quái lạ. Đặc biệt hơn, khi Thơ Nguyễn nhảy vào bồn tắm thì quần áo bị ướt nhẹt bó lấy người, trông khá phản cảm. Không chỉ có vậy, người phụ nữ này cho biết bị chuột rút và cất tiếng kêu rên nghe khá nhạy cảm với một clip dành cho trẻ nhỏ. Mặc dù sau đó ekip của Thơ Nguyễn đã lên tiếng phản hồi về việc chị Thơ đang bị chuột rút nên kêu lên là điều hoàn toàn bình thường. Nhiều người lớn lại cho rằng video này không phù hợp với trẻ em thì không biết các bạn ấy đã liên tưởng đến điều gì. Chị Thơ không ăn mặc phản cảm, không hở hang, không nói tục, chửi bậy. Có thể người lớn đã liên tưởng đến cảnh tượng khủng khiếp nào đó. Nhưng làn sóng tẩy chay nữ YouTuber vẫn lan rất mạnh. Một lần khác, Thơ Nguyễn còn bày thí nghiệm cho đá khô vào chai kín gây nổ tung hay đun bia, nước ngọt trên bếp. Tất cả những video này đều bị phụ huynh phản ánh là nguy hiểm và gây lãng phí, ảnh hưởng không tốt đến trẻ em. Hiện tại, những thông tin về Thơ Nguyễn vẫn tiếp tục trở thành chủ đề thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.